có một vị hỏi những câu hỏi liên quan đến tâm từ. Thiền tâm từ, nếu qua giai đoạn rải tâm từ cho bản thân, đi sang đến giai đoạn rải tâm từ cho người kính trọng, nhưng không chọn được người nào thì phải làm sao? Có thể chọn người không quen biết để thực hành trong giai đoạn này có được không? Rất nhiều vị bối rối trong giai đoạn là lựa chọn đối tượng mình kính trọng đều rải tâm từ. Đó là do cái lòng tri ân của chúng ta nó quá kém. Chứ nếu như mà chúng ta có cái lòng tri ân á, thì bất kỳ người nào giúp đỡ mình á, thì mình đều có cái lòng kính trọng, có lòng tri ân với người đó, và mình có thể thay cái đối tượng đó vào. Thành ra là một số vị thí dụ như thí chủ mà cúng dường bữa ăn hoặc là cúng dường ngày tu, thì sư có để cái hình của vị ấy, sư dán lên trên để vậy đó, là để quý vị biết được cái cụ thể cái gương mặt của cái người mà gọi là có ơn với mình, thì mình như thế nào, thì mình sẽ tri ân bằng cách là mình dùng họ làm đối tượng để mình thực hành tâm từ. Khi thực hành tâm từ đối với đối tượng đó, mình sẽ suy tư là người này đã có ơn nuôi sống ta trong một ngày. Chính vì lẽ đó ta nên có lòng tri ân với người ấy. Và khi đó chúng ta tiếp tục rải tâm từ đến người đó một cách bình thường. Như Ngài Xá Lợi Phất thì trong một lần là Ngài có một vị ông cụ, thì già rồi con cái nó không có nuôi, cho nên lang thang và xin xuất gia. Thì Đức Thế Tôn hỏi là trong các vị tỷ kheo có ai cho cái vị này xuất gia hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nhận lời, bởi vì năm xưa người này từng cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất một muỗng cơm. Quý vị thấy không? Cái người đó chỉ cúng cho Ngài Xá Lợi Phất một muỗng cơm đó, mà Ngài nhớ cái ơn đó, và bây giờ Ngài cho người đó xuất gia. Cho nên là một người dù cho mình bất kỳ cái gì, dù chỉ là một muỗng cơm, thì mình cũng cần có lòng tri ân đối với người đó. Cho nên trong trường hợp này, quý vị có thể dùng người có ơn với mình. Và xin thưa, trong đời sống này chúng ta không thiếu những người có ơn với mình. Nếu mình tìm không ra thì có nghĩa là mình có lòng tri ân quá kém.